Cháu Trọng xin chào các bác nhé. Chào các bác quay trở lại với kênh Trọng TV. Ngày hôm nay thì cháu Trọng đang có mặt tại lều lán của anh em thợ tạo giác mạch tại nền nhà của em Quân rồi. Và cháu Trọng cũng xin chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ. Và trong buổi tối hôm nay thì cháu Trọng có lên trên này thì cũng có một số công việc cá nhân nữa. Thì là tiện thể là anh em thợ cũng có nhờ cháu Trọng là mang theo cả một tải chăn với lại là cả xẻng nữa để mang lên để mai anh em thợ làm. Đấy. Không biết là anh em thợ hiện tại là đang đi đâu hết rồi. Vườn không, nhà trống, không thấy có ai cả các bạn ạ. Chỉ có một mình cháu Trọng ở đây thôi. Đồ đạc thì đang vứt ngổn ngang ở đây này. Đấy. Sắt thép các kiểu các bạn. Anh em thợ làm xong cũng để đây rồi. Ba lô vẫn còn ở đây. Anh em thợ đi đâu rồi. Gọi xung quanh đây cũng chả thấy có ai. Trên này cũng có một trường học nữa. Thế nên là đồ đạc ở đây thì chắc là cũng hơi nguy hiểm một chút đấy. Buổi tối thì vẫn phải có một số hai anh em về trông. Chắc lát nữa anh em sẽ lên. Đây, đồ nấu nướng anh em thợ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Đấy. Hôm nay đến đây thì là chỉ có một mình cháu Trọng với các bác nhá. Đây. 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 Anh em thợ xe cũng chả ở đâu. Khả năng cao là anh em đi ăn cơm nhà em Quân rồi. Lều lán của anh em này, vườn không nhà trống chả có ai cả. Đây, và dẫn với cô ba anh chị đi xem nền nhà một chút nhá. Đây, móng nhà hiện tại đã khơi được một nửa rồi. Đây là trong vòng một buổi chiều thôi các bác nhá. Đấy. Ngày mai là sẽ làm cật lực hơn. Xoay quanh việc làm nhà của em Quân thì là bên nhà của Chứ thì tiết lộ với các bác là hiện tại là nhà em Chứ cũng đã là làm xong phần nền rồi các bác nhá. Chuẩn bị là tiến tới là sẽ cải tạo đường cũng như là cả chuẩn bị tập kết vật liệu xong rồi mới là anh em thợ sang bên kia để tiếp tục là xây. Đấy. Và trong buổi chiều hôm nay thì đây anh em thợ cũng đã là sinh hoạt ở trên này rồi. Nước ở trong dưới này thì là chỉ để làm việc thôi, còn để mà uống thì anh em dùng cái thùng trắng này là để nước uống, kia là nước xây thôi. Cũng rất là may mắn là ở đây là nước là không quá là khan hiếm, tại vì là nước là bơm lên được chứ không hiếm như chỗ nhà của em Chứ là chỉ có duy nhất là có hai nguồn thôi, là bà con là cả xóm mà tập trung đi hai nguồn đấy lấy hết. Ở đây thì là đồi đất, thế nên là cũng có nhiều nguồn nước thì rất là sinh hoạt rất là thoải mái thôi. Khu vực nấu ăn của anh em đây. Trọng cũng lên khá là muộn, không biết là anh em thợ ăn cơm xong chưa đây. Chắc là cháu Trọng sẽ đợi một lúc nữa để anh em thợ lên và tiếp tục là chia sẻ tiến độ của công trình các bác nhé. Hiện tại bây giờ đang là bao nhiêu giờ? 7 giờ thôi. Đã là 7 giờ thôi. Thì là trời rất là nhiều, sương rơi rất là nhiều luôn. Hy vọng là trời sẽ không mưa để ủng hộ căn nhà của em Ly Quân tốc độ nhanh nhất có thể để chuyển sang khu vực bên nhà của em Chứ các bạn ạ. Và cháu Trọng cũng xin chia sẻ lại một chút là trong video trước, nếu mà khán giả là chưa xem được thì tại căn nhà em Ly Quân thì sẽ là chia làm 3 phòng các bác nhé. Cũng như là vẫn đầy đủ như là nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đấy. Tại vì gia đình của em Quân thì cũng có cả bà nữa, thế nên là sẽ làm 3 phòng. Một phòng cho hai vợ chồng và hai phòng sẽ cho hai bạn con trai cũng như là một phòng là của bà nữa. Đấy. Ngôi nhà là anh em cũng không làm quá to đâu các bác ạ. Tại vì làm quá to thì nó sẽ gây lãng phí cũng như là sẽ không anh em mình cũng làm cả sân to nữa, thế anh em cũng không làm nhà quá to đâu các bác nhé.
Đấy. Còn nếu mà tiệc tùng đám cưới đám hỏi thì anh em mình sẽ là cho bác rạp thôi, bác rạp ở ngoài sân để cho nó rộng thoải mái hơn. Mà mấy hôm trước em Ly cũng đã là đi nhờ anh trai là đi kéo điện từ cái cột ở trên này rồi. Đấy, anh em mình lại không hạ ở ở trên này đâu, anh em mình lại kéo xuống dưới này. Trên này cao quá, anh trai của Ly lại không dám trèo lên. Xi măng thì anh em mình cũng đã nhắc em Ly em Quân là che chắn cẩn thận rồi. Bây giờ trời nó chỉ sương rơi này thì chắc không sao đâu. Lúc nào mà mưa to thì cũng cần phải che chắn lại sau. Anh em cũng sẽ nhắc cả hai em sau các bạn. Chắc có lẽ là sẽ đợi anh em thợ một lúc nữa. Đây, trên này thì dùng rơm làm điện thôi các bạn. Những bác thì chân ấm điện điện êm thì trên cháu trọng là trường này sử dụng rơm làm điện thôi, và cuộc đời của đi làm thuê thì phải chịu vất vả thôi, chân vất vả. Bên này nó sẽ là khu vực ngủ ăn của anh em này. Anh em thì cũng có mua gạo này, mua thức ăn lên hết rồi. Đấy, su này, thịt này, tỏi nữa, gia vị các kiểu, bếp ga, đồ đạc nấu nướng là anh em mang đến hết rồi. Và sẽ cố gắng là trong vòng 3 tuần thì sẽ là anh em sẽ là được rút quân để chuyển sang phía nhà của A Chứ các bác nhá. Ở đây là một trong số những ngôi nhà thuận lợi nhất để mà ví dụ như ngôi nhà của A Cho, ngôi nhà đầu tiên của ta đã mạch đi, thì là xe máy cũng không thể nào mà đến nơi được, xe anh em là vứt để nhờ nhà dân thôi. Có những ngôi nhà thì anh em mình lại có đánh được xe cả xe ô tô vào nữa thì nó rất là thuận lợi luôn. Cũng như là ngôi nhà của em Chứ thì khác một trường một vực luôn, so sánh rất là khập khập khiễng. Một nhà thì xe ô tô đánh đít hết và đến tận nền nhà luôn, còn nền nhà của em Chứ thì không như vậy, bắt buộc đi sửa đường và sẽ là vận chuyển bằng xe máy thôi. Vận chuyển nói chung là kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ. Đợi một lúc nữa để anh thợ lên. Và trong buổi chiều thì anh em Ly thì cũng đã là mang hết phần ván mà hôm trước em ấy đi xẻ về với anh trai ấy, thì đã đi xẻ về rồi, đã mang lên hết lên trên này để anh em tập kết chuẩn bị đổ giàn cũng như là làm giàn giáo nữa. Trong đợt tới này chắc là vẫn phải nhắc các em ấy đi tìm thêm một số cây mai nữa về làm bác giàn giáo cho anh em. Và trong những việc ở trong quá trình làm nhà thì anh em mình đa số đó, nếu mà có những ngôi nhà anh em mình ở gần anh em mình có thể đến trực tiếp và chỉ bảo luôn, cũng như là ngôi nhà anh em mình sẽ điều khiển từ xa các bác nhé. Anh em sẽ gọi điện và trao đổi thông tin làm việc với gia đình cũng như là chuẩn bị cây cũng như là để làm giáo cho bác giáo cho anh em, thì anh em cũng gọi điện từ xa thôi. Đấy. Khu nhà em Quân đất rất là rộng các bạn ạ. Lúc đấy cháu Trọng cũng quên mất là hỏi anh em thợ là đã có thép ly hay chưa. Hôm trước thì cũng có bác nói là nhà xe của anh chở vật liệu, anh ấy bảo là mua thép ly cho mà, nhưng mà không, cũng không thấy được ở đây à. Đấy, nay cũng đi mua về các bác nhá. Cũng quên mất là không hỏi là mua chưa, không mua thì cháu Trọng mua ở thị trấn vào cũng được.
Và trong quá trình làm nhà của em Ly Quân thì là đội thợ của Tam Giác Mạch thì cũng có vẫn là anh em thợ cũ thôi, và tổng là có 6 anh em thợ. Nay lên 5 anh em để chuẩn bị dựng lều lán trước, mai thì sẽ leo lên thêm một anh em nữa để anh em giúp nhau. Hiện tại là trời đang mưa, các bác thử nghe tiếng bạt này. Đấy, nó kêu bẹp 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 bẹp, là trời đang mưa đấy. Đấy. Để đợi anh em về là mang đồ đạc xuống. Cái này chăn giúp anh em cởi ra luôn. Đợi anh em nữa. Nghỉ mệt rồi thì giúp anh em mang chăn xuống luôn. Và trong quá trình mà anh em thợ làm nền nhà của em Quân thì là có một thực phẩm có sẵn là măng ở trên này. Thì trước khi mà khởi công đào nền thì em Quân cũng đã nói là bây giờ đã đến mùa măng rồi, anh em thợ cũng không nếu mà không có rau cỏ thì cũng có thể lên trên rừng này đi hái măng và đào về ăn đấy. Mùa này là ăn măng mất mùa luôn. To quá. Ngoài trời đang mưa rồi các bạn. Chỉ hy vọng là buổi tối là nó sương rơi như này thôi. Sáng mai là nó sẽ trời quang mây tạnh, không có mưa là được rồi. Thì tiến độ ngôi nhà là được đẩy rất là nhanh đấy. Nhưng mà còn mưa liên tục thì không biết như thế nào cả. Và có tiến độ chậm hay nhanh thì chúng cháu sẽ chia sẻ tới quý các bác anh chị cùng biết nhá. Chào chú ý nữa. Em cháu mới đến thôi chú ạ. Ăn mới đến ăn tao này. Lan cứ như lâu. Cho ăn rồi. Sao cả chê cái đây. Chìm chìm mồi không? Mồi tao mới. Alo. Cái hình cô nào lo xít nữa. Ờ cái mán cái đi là tôm chứ. Ăn nó bắn lán ở tàu qua là chạy vòng nó chỉ vòng to cái thế rồi. Hả? Tụt cái này như này. Không đâu, lán áo ăn xẻng vòng bắn mà. Cả ăn xẻng.
có chuyện như ông hỏi gì đó. Bắt đầu mình cứ hai cái phải thùng lán này. Qua thùng cái lán này. Cái xẻng cái có chuyện thùng hay thùng hơn là cái tiền đỡ bán. Cái vong này lái. Không có cái này không đi bán ở đâu. Bỏ lá cứ nhỉ. Là cứ nhỉ, là cứ ngắn tỏ đó các mà. Nó cái là hắn phụ nào lo bên chú cần đấy, hắn năng cần xả xít tốt đi. Có duyên đấy. Năng lạc ở lòng à. Phụ lĩnh hải cái năng thì tung một tung này. Cái tiền chữ ù hấu luôn đấy. Giờ cái lùm lùm hún đi nó cái nào. Phun mòn nhé, trời mưa phùn nữa, nó không còn là sương rơi nữa. Xong mình xong qua chỉ nên ra làm á, còn cặp hai giang với còn cá thì nên ngủ thôi. Không tính qua tới đây là năm mốt ra. Ồ, mưa nhà năm mốt lại qua thế, qua đấy nha. xong thì nó năm mốt lại thì không còn xong là trải á. Còn mình hầu đến nết luôn. Ngoài có. Ờ, cú rong đấy đã đang đua lo xít nữa, thì trả sốt đây thêm nữa. Em cuốn mười hào mà, em cuốn mười cơm mà. Ờ, thịt treo hắc bếp. Cơm đụn sắn à? Không đúng. Cái này không phải là chăn ấy nhỉ, chăn nghỉ ấy. Chăn siêu nhẹ. Chăn đẹp rồi. Anh dình kia là anh ở quán bạ nhỉ? Xem xước nó. Xước. Phát hình quán bạ nó. Lào lùng tế diệt, lào vợ. Lập. Mai chắc là anh lên được 6 người thôi nhỉ? Mai á? Hả? Mai á luôn. Giờ rắc khuôn như này, có gì là rắc khuôn như này. Mới rắc khuôn như mắt. Rắc khuôn nhiều. Ừ. Thế giờ là 7 người à? Bỏ tăng la thế nào, tăng la một phát mà tăng. Ờ. Mãi luôn. Mãi rồi. Cô Phi, cái bếp củi đun ở ngoài, bây giờ mưa này sao đun nữa? Thì không đun nữa. Bếp ga hết thôi nhỉ? Anh em ở dưới kia nghỉ hết chưa? Hay là vẫn còn đang ăn? À, chú. Đang vẫn còn định chiến một tí nữa. Định chiến à? Đang chiến trận. Đang lâm trận. Thì lính nhau gọi đi. Chứ... Hôm nay anh Duyệt anh ấy bỏ chăn vào xe của cháu lại quên mất là không bảo là đằng sau ghế lái không biết được, toàn lấy trong cốp thôi, ghế lái không lấy. Quên mất. Này cháu lên đây có việc nữa cháu. Ở tàu dọc dê hả? Dê lặn đúng ăn ít tiệm sập đi. Thì du hành về tờ nhà sàn này này, đi ủy ban này này, dê gút để cả. Ăn lão chê không? À, lão chê là Văn Mai à. Ăn kèn này, Văn Mai. Ồ, cái kèn này đi. Bọn thì giảm báo này, phải lái thầy ở dưới. Chắc đi thầy tận sủng thai, tiêm thuốc các kiểu không có thầy đỡ đâu. Không đỡ. Hoặc là lại, nói chung là tiêm cái mồm mình thì tiêm tốt nhất. Thuốc thang thì nó cũng gọi là bớt phần lúc đấy nó không đau thôi. Bị lâu rồi. Nó ơi, tao vắt dài dây hầu như này. Tính. Mới này, làm ơn rồi đó. Sám hay con to con nè. Tám lại gì. Tí nữa là không lên được rồi đấy. Chỗ này trơn bỏ sư ra.
Quân tí hào ngon sốt áo rang là tí cứng cả. Tí nâu nhỉ? Tí nâu mà. Áo rang là tí cứng này. Lên măng nhà em Quân ăn. Cải thiện bữa ăn. Mà măng này mà là măng măng ngọt cho nó. Chút. Đại lưu. Má cái cao ngon hún lúc. Mưa bao giờ chú ý? Chủ nhật tuần sau đi. À. Được rồi, sau. Thế thì lên đây chắc xong cái móng là chuẩn bị anh em về nhà cày ruộng. Về nhà làm nương thôi. Chẳng ngó. Cô lão tiên bò mì hún nó. Thì là bò mì hún là cái mướn bán tàu mì chắc hún đi đó. Nói chung là nó cũng mưa ít hay mưa nhiều thôi. Vẫn mưa, mưa ít mưa nhiều thôi. Chỉ sợ là nó chỉ mưa vào buổi tối thôi. Nó ăn ham rồi nó hún. Mưa buổi tối thì bắt đầu ngon đã hư đi, tao có để xuyên. Tao tốn sáng hơn. Đây xa phết đấy, vào nếu mà ai mà đi chậm chắc đi tiếng à, đúng không? Đi tăng nữa. Đi tăng rồi. Thôi tăng. Cần ở đi vào trong Bạch Đích kia mới một tiếng thôi. Đã cần gần hơn một tiếng. 45 phút thôi này, 30 phút. Hát gần tao lâu mà. Mà bữa. มันมาเจอแลหอนก็ตุรันมันก็นาก็อ๋อมันทั้งงั้นมาบ่เจอแกมใช่ป่ะอ๋อยังหลังอ่ะวิคือตื้อหอนเส้นบ้องมันตั้งตอมมาแค่นี้ดุ้งไหนสามชิ้นห้าฟุตเนี่ยมึงไปเบือนบ้านมันเด็กกว่าก็ไปไม่ตั้งแล้วไปเปลี่ยนหลับปุ้งไตปุ้งไตซื้อหรอซ่อมไตจะไม่ห้าวไม่ห้าวมาเบื่อไตดีเกลับน้องโขน้องโอ้ติชัวร์น้องบ้านนะครับสองคนเลย bắt bắt đền tẩy mới xưa là trả về du lịch rồi lo du lịch rồi lo trả ngày bên liêu rồi lo ra à, tắm ra cái này từ lao chạy rồi cái này nuôi hun nhỉ nuôi hẳn nhỉ tí cần bỏ mấy tí liêu tí cần mỹ tự dừng đổi thông với mà thông ngà ba ngà là tí tẩy qua lạ lại hơn hai giang phải hơn phải hơn dù cần mà cứ liêu thì ra mà xăm tẩy nó rồi mà thế cần âm là cần xít mà trường học phải phải cứ nương mà điểm bên chân này thì dù ăn bạc đang thì mới mà bằng năng thì họ cũng còn xảy ra tàu á mì can hết cả liêu đây là rồ ran rồi lấy lùng có dệt lấy loa nghìn ngàn phát tiếp vào liêu chú cần nên nhá chú cần bơ xịt sạc lấy lát mưng bơ bút chọt rồi lấy ăn cần lấy ra tức là tao ly thêm sắm tí như đúng tí như mà để mà cua cầm lên cô nhà trường mình nhá phải hơi nghe tờ vai chẳng thăm tàu bằng nghi sắm xịp tua để tụt tập hồn phong tụt thân mà nghe tờ vai rồi cứ phải hơi nhìn em thì có bướng lại chọc chó á nghe có phải rồi nghe tờ vai rồi bên là có bật tôi nghe rằng phải hồng doa mày thích đánh nhau không lắp cái tăng lực cai lực oi của vần nếu anh phạm ship lại hôn cứ đùa chứ tôi nghe nè thật tàu nhà luôn thôi thế bật từ lát anh hôn đi rồi cô xong vừa ăn tầm mấy pa đi qua lạc phủi à về với cái máng lợn thôi.